Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 4 trang 195 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Một hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục, có tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng với tiêu điểm vật chính của L2, chiếu một chùm tia sáng song song tới L1 theo phương bất kỳ. Câu A, chứng minh chùm tia ló ra khỏi L2 cũng là chùm tia song song. Câu B, vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp. Trường hợp thứ nhất, L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ. Trường hợp 2, L1 là thấu kính hội tụ, L2 là thấu kính phân kỳ. Và trường hợp thứ 3 là L1 thấu kính phân kỳ, L2 là thấu kính hội tụ. Bây giờ cô sẽ cùng các em giải chi tiết bài tập này. Với ý A, để dễ dàng tóm tắt cũng như là phân tích quá trình tạo ảnh thì chúng ta sẽ viết ra cái sơ đồ tạo ảnh. Cụ thể ở đây, nếu cô giả sử chúng ta sẽ có vật AB chiếu ra một chùm tia tới song song. Xét vật ở đây là vật AB. Qua thấu kính L1 thì cho ảnh A1, B1. Biết rằng khoảng cách từ AB đến L1 là D1. Và tương tự thì A1, B1 tới L1 là D1. Ảnh A1, B1 lại chính là vật đối với thấu kính L2. Sau thấu kính L2 cho ảnh A2, B2. Và tương tự thì chúng ta có đây là D2 và D2 phẩy. Các em lưu ý cho cô một điều, đó là ban đầu thì người ta chiếu một chùm tia sáng song song tới L1. Một chùm tia sáng song song tới L1. Và một điểm hết sức đặc biệt nữa của hệ thấu kính L1, L2 đó là tiêu điểm ảnh của thấu kính L1 lại trùng với tiêu điểm vật của thấu kính L2. Vậy các em ghi là vì tiêu điểm ảnh F1 của L1 trùng với tiêu điểm vật, đó chính là F2 của thấu kính L2. Do đó thì chúng ta suy ra được là khoảng cách giữa hai thấu kính sẽ là L bằng O1, O2 và bằng chính là đoạn F1 cộng với F2. Nếu bạn nào còn thắc mắc cái công thức này thì chúng ta có thể phát ra hai thấu kính L1, L2 trong trường hợp hai thấu kính đó là hai thấu kính hội tụ thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay được và có thể suy ngay ra được cái công thức O1, O2 bằng tổng F1 cộng F2. Vì trong trường hợp này rất đặc biệt là tiêu điểm ảnh F1 lại trùng với tiêu điểm vật F2 của hai thấu kính. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét quá trình truyền sáng. Là ban đầu thì chùm sáng chiếu tới L1 là chùm song song. Do đó thì các em có thể coi như là vật AB này ở vô cực và chùm tia chiếu từ AB tới L1 khi đó sẽ là chùm song song. Vậy thì chúng ta suy ra là D1 bằng vô cực. Khi D1 bằng vô cực, dựa vào công thức thấu kính ta sẽ có là 1 trên D1 cộng với 1 trên D1 phẩy thì bằng 1 trên F1. Do đó với D1 bằng vô cực thì 1 trên D1. Các em lưu ý là 1 trên D1 này sẽ tiến đến 0. Chúng ta dùng giới hạn để chúng ta xác định. Do đó thì D1 phẩy khi này sẽ có giá trị bằng F1. Vậy các em suy ra là D1 phẩy thì bằng F1. Tiếp theo, khi biết D1 phẩy rồi thì các em dễ dàng tính được D2 phẩy. Vì ta có là D2, cô xin lỗi là D2 không phải D2 phẩy nhé. D2 sẽ bằng là L trừ đi D1 phẩy. Trong khi L chúng ta chứng minh ở trên là L thì bằng F1 cộng F2, vậy thay vào đây ta sẽ có là F1 cộng với F2 trừ đi D1 phẩy là F1. Và
Kết quả rút gọn lại nó chỉ bằng F2. D2 bằng đúng F2. Có nghĩa là khi này thì vật đối với thấu kính L2 lại nằm đúng ở tiêu điểm vật. Chính vì vậy là làm cho ảnh nó ra khỏi thấu kính sẽ lại là một chùm tia song song. Rồi, như vậy chúng ta sẽ tiếp là vì D2 bằng F2. Vậy thì theo công thức thấu kính là 1 trên D2 cộng với 1 trên D2 phẩy bằng 1 trên F2. Thì kết hợp với cái này thì chúng ta suy ra là D2 bằng F2 rồi. Vậy thì D2 phẩy khi này lại tiến ra vô cực, tức là nó sẽ bằng vô cực. Vậy khi D2 phẩy bằng vô cực có nghĩa là ảnh ở tận vô cực. Vậy thì chúng ta coi như là chùm tia nó ra khỏi thấu kính L2 ở đây. Chúng ta kết luận là chùm tia nó ra khỏi L2 là một chùm tia song song. Vậy với IA thì chúng ta đã chứng minh xong là khi chiếu một chùm tia tới song song tới thấu kính L1 thì sẽ cho ra một chùm tia ló song song ra khỏi thấu kính L2. Chuyển qua IB. Với IB ở đây thì chúng ta sẽ vẽ đường đi của chùm sáng ứng với 3 trường hợp. Ta xét trường hợp 1 là thấu kính L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ. Rồi, đầu tiên thì các em sẽ vẽ hai thấu kính L1 và L2 là hai thấu kính hội tụ có cùng trục chính delta, hay nói cách khác là trục chính của chúng trùng nhau. Lưu ý là vị trí của L1, L2 để sao cho tiêu điểm ảnh F1' của thấu kính L1 lại trùng đúng với tiêu điểm vật F2 của thấu kính L2. Đây là một điều hết sức đặc biệt các em nhé. Hai điểm này trùng nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ xét một chùm tia tới song song với thấu kính L1 theo một phương bất kỳ. Và nhớ là chùm tia này thì chúng ta có thể coi như là nó xuất phát từ vô cực. Giả sử tia sáng mà cô chọn có phương như trên hình vẽ. Thì lưu ý cho cô, tia thứ nhất chúng ta sẽ vẽ cái tia đặc biệt là tia truyền qua quang tâm của thấu kính. Vậy theo tính chất đặc biệt của nó là nó sẽ truyền thẳng khi đi qua thấu kính. Đây là tia sáng thứ nhất. Và với một tia bất kỳ mà đi qua quang tâm của thấu kính thì nó sẽ có phương trùng với một trục phụ của thấu kính. Và giao điểm của tiêu diện với trục phụ thì chính là tiêu điểm phụ. Vậy ở đây thì các em có thể xác định ngay được giao điểm của tiêu diện bằng cách là vẽ đường vuông góc với trục chính qua tiêu điểm ảnh F1'. Thì tiêu diện ảnh ở đây giao với trục phụ vừa rồi chúng ta vẽ chính là tiêu điểm phụ F1. Cô ký hiệu là F12' các em nhé. Để phân biệt với F1' là tiêu điểm ảnh chính thì đây là tiêu điểm ảnh phụ. Rồi, vì là một chùm tia song song nên là chúng ta sẽ vẽ thêm một tia sáng thứ hai có phương song song với tia sáng thứ nhất này để khảo sát. Rồi, giả sử đây chính là tia tới thứ hai trong chùm tia sáng song song. Khi mà tia tới song song với trục phụ thì theo tính chất tia ló của tia sáng ấy sẽ đi qua tiêu điểm phụ tương ứng với trục phụ đó. Vậy thì chúng ta sẽ kẻ lối cái điểm tới thấu kính với cái trục tiêu điểm ảnh phụ mà chúng ta vừa xác định. Như vậy các em có thể nhìn ngay ra được là khi này các tia ló sẽ hội tụ nhau tại một điểm và điểm đó chính là tiêu điểm ảnh phụ của thấu kính L1. Vậy F12' khi này trùng với A1. Vì ở đây cô giả sử xét một vật AB và vật AB này sẽ ở vô cực. Để chiếu một chùm tia tới song song tới thấu kính L1 thì khi đó chúng ta sẽ xác định được ảnh A1. A1 và để xác định ảnh của B1 thì chúng ta chỉ cần hạ đường vuông góc xuống dưới trục chính thôi.
Như vậy B1 ở đây thì trùng đúng với F1' và F2. Rồi khi này thì A1, B1 lại chính là vật đối với thấu kính L2. Và điểm đặc biệt là A1, B1 khi này lại nằm đúng ở tiêu diện vật của thấu kính. Do đó chùm tia ló ra khỏi thấu kính thì theo tính chất chúng ta đã biết đó là một chùm tia song song. Cụ thể thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ đường truyền tia sáng tiếp theo từ vật A1, B1 của thấu kính L2. Cụ thể tia sáng thứ nhất, cô sẽ chiếu một tia từ... Tức là cô sẽ xét cái tia mà từ A1 đi qua quang tâm của thấu kính L2. Vì tia này khá là dễ vẽ và nó rất là đặc biệt là nó sẽ chuyển thẳng khi đi qua thấu kính. Đây là tia thứ nhất. Chúng ta ký hiệu các tia sáng khác nhau bằng cái mũi tên khác nhau để xác định được tia tới và tia nó trong từng trường hợp. Rồi, tia này chuyển thẳng ra ngoài thấu kính. Tiếp theo, một tia thứ hai theo một cái phương bất kỳ tới thấu kính L2. Thì lưu ý cho cô một điều là khi này dù theo phương nào đi chăng nữa thì việt vật A1 nằm đúng ở tiêu diện vật của thấu kính L2. Có nghĩa là tia tới khi này đã đi qua tiêu điểm vật. Và tiêu điểm vật đó thì mình gọi là tiêu điểm vật phụ. Còn B1 thì trùng với tiêu điểm vật chính. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một tia sáng. Rồi, với tia sáng này khi chiếu tới thấu kính giao, đây là giao điểm với thấu kính L2, thì tia tới mà đi qua tiêu điểm vật phụ thì tia nó sẽ song song với trục phụ mà tương ứng với cái tiêu điểm vật phụ đó. Vậy thì nó sẽ song song với cái đường F, đường A1, O2. Vậy các em vẽ tiếp cho cô phương của tia nó, đường truyền của tia nó ra khỏi thấu kính. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay là tia nó ra khỏi thấu kính khi này là các tia song song với nhau, hay là chùm tia nó cũng chính là một chùm tia song song. Và đương nhiên, khi mà song song như vậy thì khi đó ảnh A2B2 của vật A1B1 sẽ nằm ở vô cực. Rồi, như vậy là chúng ta đã xác định xong đường truyền của tia sáng tạo bởi hệ thấu kính L1, L2 là hai thấu kính hội tụ. Khi chùm tia tới xuất phát từ vô cực là một chùm tia song song, thì chùm tia ló ra khỏi thấu kính L2 cũng là một chùm tia song song. Chuyển qua trường hợp thứ hai và trường hợp thứ ba thì chúng ta cũng sẽ tương tự như vậy. Đối với trường hợp 2, L1 là thấu kính hội tụ, L2 là thấu kính phân kỳ, thì việc xác định ảnh A1, B1 qua thấu kính L1 thì tương tự như trường hợp A cô đã hướng dẫn các em rồi, để các em tự vẽ. Tuy nhiên, sau khi tạo ảnh A1, B1 thì vì thấu kính L2 ở đây là thấu kính phân kỳ, lên vị trí của thấu kính L2 để cho F1' trùng với F2 sẽ thay đổi so với trường hợp A. Cụ thể các em nhìn trên hình vẽ thì tiêu điểm vật của thấu kính bên phân kỳ thì nằm bên phải của thấu kính. Do đó thì các em cố gắng căn chỉnh sao cho F1' khi này trùng với F2. Và chúng ta quan sát là khi tia sáng chiếu qua thấu kính L1 thì tia ló ra sẽ xuyên qua cả L2 và hội tụ tới điểm A1. Cụ thể là sẽ tạo thành ảnh A1 và tương tự là ảnh B1 của AB. Thì trên đường truyền nó đã gặp thấu kính L2 ở đây. Và đương nhiên là khi mà tia sáng truyền tới thấu kính L2, gặp thấu kính L2 thì sẽ cho các tia ló tương ứng. Ở đây các tia đến thấu kính là bất kỳ. Vậy để xác định tia ló thì các em sẽ dùng trục phụ. Cụ thể là chúng ta thấy là vật ở đây nằm đúng ở tiêu điểm ảnh F2, nằm đúng ở tiêu điểm ảnh F2 của L2 với điểm B1. Còn điểm A1 thì nó sẽ phải là tiêu điểm ảnh phụ, chứ không phải là tiêu điểm ảnh chính em nhé. Vậy thì chúng ta sẽ ký hiệu A1 sẽ trùng với F2 phẩy. Cô xin lỗi, F2. Ta sẽ ký hiệu là F21. A1 khi này F trùng với F21 là tiêu điểm vật phụ của thấu kính L2.
Và khi mà tia sáng đi qua tiêu điểm vật phụ thì tia nó sẽ phải song song với cái trục phụ tương ứng với cái tiêu điểm ảnh phụ này. Vậy thì chúng ta sẽ kẻ trục phụ bằng cách là nối quang tâm O với cái tiêu điểm vật phụ này. Đây chính là tiêu điểm, đây chính là cái trục phụ tương ứng là trục delta 2 phẩy. Thì bây giờ với các tia sáng chuyển tới L2 thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ theo cái phương tia ló là song song với trục phụ delta 2 phẩy này. Như vậy với tia sáng ở bên dưới thì chúng ta sẽ vẽ được tia ló thứ nhất. Đây là tia ló thứ nhất này. Tia ló thứ hai thì các em căn cứ vào giao điểm thứ hai trên thấu kính L2. Chúng ta cũng vẽ theo cái phương song song với trục delta 2 phẩy. Rồi, như vậy thì các em có thể thấy là khi này dưới tác dụng của thấu kính phân kỳ thì chùm tia ló ra khỏi thấu kính khi này cũng là một chùm tia song song và nó sẽ tiến tới vô cực. Ở đây sẽ có ảnh H2B2 của thấu kính. Chúng ta chuyển qua trường hợp 3 là trường hợp có thấu kính L1 lại là thấu kính phân kỳ. Còn L2 khi này lại là thấu kính hội tụ. Vậy các em cần điều chỉnh vị trí sao cho ta luôn có là F1 phẩy trùng với F2. Rồi, bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em vẽ ảnh của AB ở vô cực tạo bởi thấu kính L1 là thấu kính phân kỳ. Tia sáng đầu tiên chúng ta cần vẽ là tia sáng từ AB đi qua quang tâm O1 thì nó sẽ tiếp tục chuyển thẳng. Tia sáng thứ hai song song với tia sáng thứ nhất. Tuy nhiên, lưu ý cho cô, vì tia sáng thứ nhất đi qua quang tâm nên nó sẽ trùng với trục phụ của thấu kính L1. Vậy, bây giờ xét tia sáng thứ hai là một tia sáng tới thấu kính theo phương song song với trục phụ thì tia nó sẽ phải đi qua tiêu điểm ảnh phụ. Vậy từ giao điểm này với thấu kính thì các em sẽ nối với tiêu điểm ảnh phụ F11 phẩy. Nhớ là cái phần nối thì chúng ta sẽ có đường kéo dài kể từ thấu kính hắt ngược trở lại. Rồi, đây chính là đường truyền của tia ló thứ hai. Vậy ta thấy là thấu kính L1 là thấu kính phân kỳ lên chùm tia ló ra khỏi thấu kính khi này là một chùm tia phân kỳ so với chùm tia tới là chùm tia song song. Tiếp theo, khi mà chùm tia phân kỳ thì đường kéo dài của chúng sẽ là đường kéo dài sẽ hội tụ tại một điểm và điểm đó thì chính là tiêu điểm ảnh phụ ở đây. Vậy tiêu điểm ảnh phụ ở đây chính là trùng với ảnh A1 của vật A. Rồi, hạ đường vuông góc xuống trục chính thì chúng ta thấy ngay là khi này B1 lại trùng đúng với F1 phẩy và F2. Và đây A1 B1 lại là vật đối với L2. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại xét tiếp đường truyền của A1 B1 qua thấu kính L2 là thấu kính hội tụ. Rồi, từ điểm A1 này thì chúng ta sẽ vẽ cái đường đi qua quang tâm. Ở đây các em sẽ dùng nét đứt nhé. Vì ở đây A1 là ảnh ảo nên tia sáng ở đây sẽ không tự phát ra được từ ảnh ảo. Và chúng ta có thể hình dung ngay là đây chính là trục phụ của thấu kính N2 ứng với tiêu điểm phụ. Ứng với tiêu điểm ở đây là tiêu điểm vật phụ F2. Cô ký hiệu là F21 có nghĩa là tiêu điểm vật phụ thứ nhất. Rồi, vậy ta thấy là khi mà tia sáng xuất phát từ A1 có nghĩa là trùng với F21 là từ tiêu điểm vật phụ của thấu kính L2 thì tia ló tương ứng sẽ phải song song với cái trục phụ tương ứng với cái tiêu điểm phụ này. Mà đây chính là trục phụ, cô gọi đây là delta 2 phẩy. Thì khi đó tia ló ứng với cái tia tới này từ vị trí A1 này tới thấu kính sẽ cho tia ló song song với cái trục phụ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kẻ đường song song với cái trục phụ này. Đây chính là tia ló ra khỏi thấu kính.
Cái đường kéo dài thừa ra ở trên là khi mà chúng ta vẽ ảnh qua thấu kính L1 lên là thực tế thì cái đường này sẽ không còn xuất hiện khi mà chúng ta xét đối với thấu kính L2. Vậy thì các em có thể sửa lại nó thành vết đứt, có nghĩa là chỉ là đường kéo dài thôi, còn nó không phải là tia sáng thật. Bởi vì tia sáng sau khi ló ra khỏi L1 thì lại tiếp tục khúc xạ qua L2 nên nó không còn chuyển thẳng như cái đường kéo dài ban đầu nữa. Tương tự thì đối với giao điểm phía trên của thấu kính L2 thì chúng ta cũng thấy là tia sáng này có đường kéo dài xuất phát từ tiêu điểm vật phụ F21. Do đó tia ló cũng phải có phương song song với cái phương của trục phụ tương ứng là trục delta 2 phẩy. Rồi, vậy là chúng ta đã thấy các tia ló đi ra khỏi thấu kính L2 lại là các tia song song với nhau. Vì vậy ảnh A2B2 khi này lại xuất phát ở vô cực. Và tương tự cái đường kéo dài của tia sáng vẽ tạo bởi thấu kính L1 ở phía trên thì các em có thể xóa đi hoặc là sửa thành nét đứt các em nhé. Để chúng ta không bị rối hình và không bị sai. Rồi, ở đây cô có thể nói lại đường truyền của tia sáng. Thứ nhất là đường truyền từ vô cực chiếu tới quang tâm O của thấu kính L1. Đây là tia sáng thứ nhất. Thì sau khi đi quang tâm O, nó tiếp tục truyền thẳng tới gặp thấu kính thứ hai và bị khúc xạ bởi thấu kính thứ hai. Nó sẽ truyền theo cái phương mới là phương song song với trục phụ delta 2 phẩy. Tương tự với cái tia sáng song song thứ hai của chùm tia tới, ký hiệu đây là hai mũi tên, thì sau khi gặp thấu kính phân kỳ L1, nó sẽ có phương song song với cái trục phụ tương ứng với cái tiêu điểm tương ứng với cái tiêu điểm phụ F11 phẩy. Rồi tới gặp thấu kính L2 thì lại bị khúc xạ có phương song song với trục phụ delta 2 phẩy. Vậy đây chính là đường truyền của các tia sáng ứng với chùm tia tới là chùm song song, thì chùm tia ló ra khỏi thấu kính L2 cũng là chùm tia song song. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4, một bài tập khá là dài.